để mọi người đông đông vào, mình sẽ chia sẻ một cái chuyện rất là hay trong cái gọi là nhân tướng học. Xin chào mọi người, rất vui gặp lại mọi người ở buổi nói chuyện phim về tướng số. Hôm nay là mình sẽ nói thôi, chứ còn mình sẽ không cho mọi người hỏi, để mà nó tập trung vào cái nội dung của cái buổi chuyện phim ha, để nó không có loãng đi cái buổi chuyện phim của mình, nó không đưa cái buổi chuyện phim đi một cái viễn cảnh này. Từ tướng số mà qua phong thủy, quên rồi, qua tử vi đó. Bây giờ là mình chỉ chia sẻ nhiều về phần tướng số thôi. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái chiếc mũi, nó có ý nghĩa như thế nào về nhân tướng học, và nó ảnh hưởng với cái cuộc sống của mình ra sao, và tại sao mà nhiều người là gọi là sửa mũi đổi vận. Có người sửa mũi thì làm ăn rất hanh thông, rất là tốt đẹp. Tuy nhiên là có người mà sửa mũi là làm ăn thất bại luôn. Thực sự mà nói là dạo này mình ngán làm tử vi rồi. Thật sự là làm tử vi ra chỉ có vài chục ngàn người xem, mà mình thấy có nhiều người làm về tướng số thì có cả triệu view. Thôi biết đâu mình làm kiếm cái triệu view coi nó làm sao. Nói giỡn mọi người vậy thôi, chứ thật sự ra là mình không có nhu cầu về nhiều lắm về cái việc mà mọi người xem và mọi người chia sẻ những cái video của mình ra sao. Tuy nhiên là mình chỉ làm hết tâm của mình thôi. Và do là bữa trước mình làng phèn, mình nói về tướng số, cái mặt, cái mũi rồi này kia, có nhiều người hỏi quá. Thì mình, nhiều người hỏi nhất vẫn là cái mũi ha. Cho nên là mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết về ý nghĩa của cái chiếc mũi của người ta. Người ta nói là tuy trong các sách tướng người ta thường nói xem giàu nghèo bằng cách quan sát mũi, vì mũi là tài lộc tinh, người ta gọi là cái công tài lộc tinh, nhưng đó chỉ là cách nói khái lược giản tiện bớt cái ý nghĩa của cái chiếc mũi đối với cái cuộc sống, đối với cái nhân tướng học của một con người. Thực ra mũi cũng như các bộ phận quan trọng khác của khuôn mặt, ngoài đặc điểm trội yếu chủ yếu là tài lộc, còn giúp ta biết được nhiều khía cạnh khác nữa ở trong cuộc sống đối với cái con người mà có chiếc mũi nó ra sao. Thì đầu tiên hết thì mình sẽ nói về cái tương quan giữa cái mũi và cái cá tính của con người. Họ có cái mũi như thế nào thì họ sẽ có cái cá tính ra sao. Thì mọi người chủ yếu là mình thông qua bí kíp, mình có cuốn quyển bí kíp về nhân tướng học, mình gạch chi chít ở đây để mình chia sẻ với mọi người. Thực sự ra thì nhiều người nói mình là cũng lấy trong sách ra, thì đúng rồi, thiệt sự là mình cũng lấy ở trong sách ra thôi. Mình tử vi phong thủy hay là tướng số học của mình, thật sự ra là căn duyên thì mình không biết mình có bao nhiêu, nhưng mà chủ yếu là mình đọc sách và tìm hiểu. Thì đầu tiên hết á, người mà mình sẽ nói với cái mũi, người mà có cái mũi mà nhìn vào á là thấy là cái sự tham lam và keo kiệt. Đó là hai cái cắm mũi đầy đặn, cân xứng. Lỗ mũi thì nhỏ, được coi là nhỏ, không thể để lọt cái đầu ngón tay út mình vô. Người mà có lỗ mũi mà có lọt ngón tay út không lọt vô ha, mà cái chỗ này đầy đặn thịt nhiều, đó là những người keo kiệt và tham lam. Tính tham lam quan dài á, càng nảy nở mũi càng dày, thì tính háo tụ khi bất ưng càng phát triển. Loại tính như người vậy, bản tính tham lam của cái người đó là cái chỗ này đó, nó càng dày mà cái lỗ mũi nó càng nhỏ, thì người đó là càng tham lam và càng mà khó có cái gọi là không biết chia sẻ và ích kỷ nữa, đúng không? Ngược lại, dân dài nè, và cái đình úy ngay chỗ này nè, là cái đình úy nè, không rõ ràng, lỗ mũi rộng là dấu hiệu cho biết kẻ đó có tính hào phóng, coi rẻ tiền bạc vật chất. Mũi càng mỏng càng dài thì cá tính càng rộng rõ rệt. Tức là cái đường lưỡi là cái này nè, nó dài mà nó mỏng ha, cái chỗ nào mũi mỏng, anh là mũi mỏng dánh nè, bởi vì coi tiền có ra cái gì hết á, đúng không?
500 là anh coi cũng như 500 thôi chứ không có ra gì hết á. 200 anh coi cũng như 200 thôi chứ không có ra gì hết á, tại vì lỗ ngủ mới mỏng mà. Đó. Thì tiền nhiêu coi ra nhiêu thôi. Còn mà người mà cái mũi mà có tính mà thông minh lanh lợi á thì là như vậy nè. Mũi có cái sơn căng á và sống mũi nó không lệch, tức là cái này. À, sơn căng của mình với cái mũi này nó không có lệch. Nên cái này nó không có lệch qua. À, như vậy sống mũi mình xuống mà sơn căng nó đi chỗ khác là coi như là mình là cái người không có thông minh. À, từ sơn căng lên đến đỉnh ấn đường, từ đây lên đến ấn đường giữa hai lông mày có hai vệt như hình chữ bát. À, đây. À, đây, 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 người ta nói thông minh lanh lợi ra hai hình như hình chữ bát. Mình không biết mình có thông minh hay không nhưng mà theo sách thì là mũi mình là cái chỗ này rất là thông minh. Đó. Mà không biết có mình có thông minh hay không thôi. À, hoặc ba vệt như hình chữ xuyên, mà có thể là ba vệt, nó là ba vệt luôn. Chỗ này có ba vệt, của mình là có hai vệt thôi, chắc là hai vệt là không có thông minh bằng ba vệt ha. Là dấu hiệu cho biết là não bộ hoạt động tích cực, con người có khả năng tập trung rất là cao độ. Đó là cái người mà có cái chỗ này đây. À, giữa hai chân mày nó lính gì cái mũi. Đó. Rồi, lỗ mũi rộng có thể dùng đầu ngón tay thọc vào dễ dàng. Lỗ mũi tự nhiên có sợi lông mọc ra là dấu hiệu của thông tuệ. À, lỗ mũi mình tay thọc vô, à, vô luôn tới đây luôn. À, chắc là mình ngon nè ha. Là thông minh, sống mũi cao thẳng, chuẩn, đầu có sắc tươi trắng và kẻ có sở trường làm một nghề trí tuệ. Ghê vậy. Sống mũi cao mà mũi thẳng, chuẩn. À, chuẩn với cái đầu này là người có cái sở trường về một cái người trí làm nghề trí tuệ. À, chắc là mình làm nghề này là nghề trí tuệ nè, cho nên là ok đúng không. Rồi, lương thiện, đối với cái cá tính mà lương thiện chính trực á, thì những người nó sẽ có cái mũi như sau. Đó là dấu hiệu của tổng quát là mũi có mức độ dài cao và rộng ở mức từ trên trung bình trở lên, tức là cái mũi này nè, dài và cao, nó chỉ là bình thường thôi, không có cao quá, không có rõ ràng. Mà người ta mà muốn tính cái độ cao của cái mũi á thì họ sẽ tính như vậy nè. À, họ nghiêng cái mặt qua, họ lấy một sợi dây họ để sát ở đây, họ thả xuống. Phần này nó nổi lên từ cái chỗ này, tức là cái chỗ từ cái trung giữa cái mũi á với lại tới đây á, nó nổi lên trên á, thì đó được tính là mũi cao. Nhưng mà người mà để cái trán ở đây á, cái sợi dây nó đi trên ra ngoài nè, đó là người có mũi thấp. À, dễ lắm, cứ đặt cái sợi dây vô đây thả từ trên xuống. Mũi mình mà nó nằm sợi dây nằm trong này là mũi cao, mà mũi mình mà thấy cái sợi dây nó còn nằm ở đây nè, còn mũi trung bình là cái sợi dây dưới đó nó nằm ngay sát đây luôn, đó là được tính là người tính mũi cao mũi thấp là vậy á. Chứ đừng có để nhiều người thấy cái mặt mình cái chỗ này nó trợt xuống mà mũi thì dày, mũi mình nó không cao bằng bà kia, nhưng mà cao là so với cái nhân trung của mình chứ không cao so với cái khác. Nhân trung của mình ảnh hưởng tới cái mũi nhiều lắm ha, cho nên là mọi người nhớ cẩn thận. Rồi á, mũi cân xứng và không lộ, không lộ cái đáy mũi khi mà nhìn thẳng một cái góc nghiêng là không lộ cái đáy mũi này. À, mũi lớn thường là cát tướng, nhưng lớn quá mức thường bất thường á lại trở thành phản tướng. À, biểu thị người mà có cái lỗ mũi bự á, đúng không? Người ta nói là người mà lỗ mũi bự vừa á là sắc tướng. Tuy nhiên á, lỗ mũi mà gọi là quá bự, lỗ quá to đó, thì đàn ông thì thôi, ông đó ổng tính dục rất là mạnh, đòi hỏi tình dục là ba cháy mùi chết chó luôn đó. Cho nên mà phải để ý ha. Rồi phụ nữ cũng không khác gì. Người ta nói bậy, hồi đó anh nghe mấy ông kia nói là mặt không sao, ngao vậy đó ha. Cho nên là cái lỗ mũi của mình là cẩn thận ha. Rồi. À, tâm địa cố chấp, thường là mấy người mà lỗ mũi to như vậy đó, thường là tâm địa rất là cố chấp và khó có thể bảo họ cái gì mà họ nghe. Đó, mũi dài
rồi lỗ mũi rộng, hình thể chắc chắn mạnh mẽ, là người lương thiện chính trực, sống mũi và cánh mũi cứng rắn thì ý chí kiên cường. Cái này nè, sống mũi ha, cứng cáp, mà cái lỗ mũi này nó chỗ này nó cũng nhìn nó cứng cáp, nó không có phải ấy, thì nó không có phải mà dễ ngã, nó không có mỏng, thì là người kiên trì và chính trực. Thì mình cũng hình như cũng có cái ý kiến kiên cường. Không biết ba tàu quên, không biết là Trung Quốc đánh vô mình có dám đứng lại hay không thôi, nhưng mà tới giờ thì nhìn vẫn thấy là mình rõ ràng là có ý chí kiên cường, đúng không? Lỡ mà té xuống thì biết đứng lên à, vậy ha. Mà không như là té từ nhỏ tới lớn, té rất là nhiều lần, té có những lần té mà đi ra đường ở luôn. Rồi sân căng cao nhưng thiếu bề ngang. Cái chỗ này cao nè, nhưng mà cái chỗ này thì nó quá nhỏ. Cái mũi cũng là được tính là to hay nhỏ là rất là dễ. Thì mình chia cái gương mặt của mình ha, mình lấy cái phần đuôi chân mày nè, mình kẻ xuống ha, hai bên này nó đều nhau. Nó mình chia làm sao mà mình giống như là làm ba phần, cái mũi một phần, bên này một phần, đó, từ đây vô một phần, bên này một phần, là mũi đều, là mũi trung bình. To là cái phần chỗ này nó to hơn hai cái phần còn lại. Như anh là tính ra là do mặt anh nhỏ cho nên là tính ra là mũi anh to chứ không phải mũi anh nhỏ. Thì do cái chân mày em tới đây nè. Đó, rồi cái này là đây một phần, đây một phần, đây một phần, đúng không? Tính ra là cái mũi anh to chứ không có nhỏ. Đó, thì rồi còn nó nhỏ là nó chẹp lại, đẩy cái mũi cao lên. Đó. Nhiều người đó là có cái mũi rất là đẹp ha, về sắc tướng có thể là họ không có còn có tốt về cái khác, về cái chiều ngang mũi, cái họ cắt cánh mũi vô cái nó nhỏ xíu lại, cái lỗ mũi nhỏ nhét ngón tay vô không được. Mà người nãy như đã nói hồi nãy ha, người mà lỗ mũi mà nhét ngón tay vô không được thì keo kiệt lắm ha. Tiền vô thì dễ mà tiền ra thì khó. Nhỏ, lỗ mũi nhỏ kính cũng là một vấn đề, nhưng mà kính quá thì lại là người keo kiệt đó, cho nên cẩn thận ha. Rồi tấn nữa là người gian trá và độc, tức là hiểm độc á. Có thể là họ nói với mình, họ cười với mình, nhưng họ đâm mình hồi nào không hay. Đó là dấu hiệu của tổng quát đó, là mũi có hình dáng bất thường, đối nghịch lại với mũi cân xứng ngay thẳng. Thì có thể là thấy không, cũng như là mũi của họ bị lệch nè, họ gãy nè, họ cái mũi của họ nó có thể hiện rất là nhiều điều. Nói chung là tất cả nói ở đây chỉ là một cái tính chất gọi là tương đối thôi, chứ còn thật sự ra mà muốn biết đó thì là phải qua kinh nghiệm của một cái người nhìn tướng nhiều thì mình sẽ biết được là cái người đó như thế nào. Và nói như đây là mình chỉ nói rời những thứ thôi, có thể là mũi của họ xấu nhưng họ có những cái điểm khác kéo lại, họ có nhân trung ấn đường tốt thì họ cũng phần nào khắc chế bớt những cái xấu của cái mũi nó tạo ra. Cho nên đó là thầy tướng số là phải nhìn trực diện, phải đối diện với người đó, còn có cái chữ phúc của họ, phúc trạch của họ có hay không, tai có dài hay không, nhân trung có sâu không, nhân trung sâu nên cũng ảnh hưởng tới cái mũi nhiều lắm, tới nó làm sạc đây mà, nó là cuối của cái mũi mà nó chuyển tiếp rất là nhiều điều. Cho nên là ở đây anh chia sẻ, anh nói như thế không phải là anh nói mọi người là gian trá rồi đâu ha. Theo cái bí kíp nhân tướng học của anh thì anh đọc nó cũng hơi nát nát rồi, nó nói như vậy chứ, cho nên là anh không có ấy. Cái này thì chắc là anh nói thật sự mà nói, coi như cái này là thì mấy coi cái tướng số học này á thì các bà khoái lắm, từ vì lỡ có gì cái là xấu xấu cái là đi làm cho nó đẹp, đúng không? Nhưng mà điều đó là đúng thôi, mình gọi là tâm sinh tướng, mà lỡ mà tướng mình nó đẹp đẽ lên thì mình cũng sẽ có nhiều cái đường hanh thông về tài lộc hơn ha. Rồi trở lại với cái mũi của cái người mà gian trá độc hiểm, mũi nhỏ mà ngắn, mũi nhỏ ngắn, đỉnh mũi ngắn, hình dạng thì ẻo lả, là kẻ tâm địa nhu nhược, không dám làm điều gì nếu thấy có hại cho mình. Đó là người mà yếu bóng vía ha, người mà mũi nhỏ và ngắn, yếu bóng vía. Nếu mà lộ nếu mà lộ nữa thì tâm địa bất chính. Nếu mà người mà mỏ nhỏ
mà lộ ra ngoài nữa thì là tâm địa bất chính. Rồi, mũi và thân mũi không ngay thẳng, lệch hoặc cong lên, tức là mũi nè tới đây ha, lệch đi nghiêng qua, hoặc là ngay chỗ này nó cong lên, nó cong tự nhiên, nó chỗ này nó thấp xuống mà ở đây nó cong lên vậy nè, cái chỗ đó cái đoạn này của người ta không có đó. Tức là người không có sống mũi cong lên thì tâm địa lỗ mũi hướng lên là kẻ tâm gian hiểm, không trọng đạo nghĩa, bất kể danh dự, miễn sao có lợi cho họ là được. À, đừng có nói móc lên no. Theo sách nha, không phải anh nói nha, đừng có nói mũi tôi vậy mà tôi không có nha, hên xui nha. Mà sách nói, sách người ta viết là người ta nghiên cứu nhiều đời, nhiều con người, nhiều sắc tướng và người ta tổng hợp lại, anh chỉ là dịch giải nghĩa cho mọi người nghe thôi. Cái này anh học, anh đọc và anh nhìn người ta thì anh biết giải nghĩa, còn biết anh giải nghĩa vậy nó có đúng hay sai thì còn tùy vào cái cảm nhận, cảm quan của mọi người ha. Thân mũi nhỏ, sống mũi mảnh và lộ cái xương, trông tựa như sống tiếp là kẻ cố chấp, tức là lộ cái xương này luôn nè. Thân mũi thì nhỏ thì nó lộ cái xương ra luôn, lộ cái xương ngay chỗ này nè, lộ rõ ra chứ không có phải là một cái giống như là mình có những người anh không biết, nhưng mà anh thấy cái chỗ này nè của họ xuống bu ra về nó làm cái chỗ này nó gãy đi, chỗ này nó có một cái nhịp nữa, cái từ đây xuống đây nó không có thẳng ha. Thì đó là những người như vậy, những người đó thì là cái cố chấp và thiếu tự trọng, cộng với nhau là thiếu cái sự kiên nhẫn nại. Rồi tiếp đến đó là mũi hình cong lên như móc câu đó, hoặc quặt xuống như mỏ chim. May mình cũng chưa có quặt mỏ chim ưng á, mũi quặt mũi cong lên ha. Mà cái chỗ đầu mũi nó nhỏ nhọn là kẻ tinh gian dối trá, gian hiểm, độc hiểm. Theo cổ tướng học á, đó là loại mũi đại ác, không nên giao du. Mũi này thì rất là quen thuộc, mũi này là cái tưởng tượng là mũi quật xuống vậy nè ha, là cái mũi cái bà mà đội cái nón có cái chóp đó, mũi phù thủy đó, hoặc là dính lên rồi nè, còn hai cái lỗ mũi lòi ra đó, bây giờ là mũi S-line đó, đó. Mọi người thấy không, nghe là theo nhân tướng học là mỗi S-line lên nè, lòi cái chóp mũi lên cao ha, thẳng cong lên vậy nè, đó mũi đó là mũi của những cái kẻ gian ác, đại gian đại ác ha, độc hiểm, tránh giao du. Nghe mệt ha. Rồi đó là cái tương quan giữa cái mũi và cái cá tính của mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ xét tiếp là tương quan giữa cái mũi và phú quý, bần tiện hay là phú quý cho cái mũi của mình. Thì nếu phàm mà mũi ngay thẳng, kích thước trên trung bình trở lên và cân xứng, có sắc nhuận là loại mũi được gọi là mọi loại mũi thượng cách, không giàu thì cũng đủ ăn đủ mặc, tức là cái mũi của anh là đủ ăn đủ mặc nè. Ui chết mẹ rồi, sạch đất rồi, đọc riết mà quyển sách nó rách mất luôn rồi, bó tay. Đâu rồi? Đây. Con này qua đây. Là như đã nói ha, cái mũi mà như mũi anh là không phải lo đói. Chỉ có lo giàu hay không thôi, nhưng mà không có lo đói, là vừa đủ thẳng. Nói chung là mũi anh là một dạng mũi đẹp, đúng không? Có sắc tướng. Tuy nhiên là tính ra xét gương mặt anh thì chỉ có cái mũi là được thôi, còn nhiêu số quắc à. Cho nên là nhờ cái mũi ha, tại vì dưới cái mũi được cái nhân chung nữa, cho nên là ok, cũng không đến nỗi nào. Sư phụ anh nói là xét từng thứ thì mặt anh mọi thứ đều rất là đẹp, về phong thủy, về tướng số. Tuy nhiên ráp lại cái nó vô duyên, đúng không? Cho nên là không thấy được, không nói vậy đó. Chứ nếu như mà xét ra từng cái thì nó sẽ rất là ok.
Rồi cái nữa nó là bề ngoài mũi có sóng tròn nè, thẳng như ống hút hoặc là chóp mũi trông như núi. Núi thì là loại tướng quý phú quý, tức là cái ống mũi của mình, cái lỗ mũi của mình nó tròn đó, anh này tròn này đó, nhìn này tròn ha, anh cũng được tượng tướng phú quý. Và cái mũi nó thẳng đứng là một cái mũi phú quý, từ trung vận trở về sau sẽ thành đạt lớn. Vậy ngon rồi, mình nếu mà mũi anh dày mà tính từ trung vận trở về sau sẽ là thành đạt lớn, là anh từ sau 40 anh giàu không, chắc là ngon à. Năm nay 41 rồi, chắc qua năm anh giàu á. Dạo này anh thấy anh làm cái gì nó cũng có sự may mắn. Anh trồng cái cây, anh mua cái cây cây lộc vừng về thì anh mua nó thì nó cũng không có gì hết á, bình thường, mà năm nay nó trổ bông đặc hết cái cây luôn, vì là anh bỏ trong chậu, anh cũng tưới nước bình thường thôi. Chắc là vậy là ngon à, số mình chắc lên à. Chắc mai chiều nay anh phải đi mua việc lót ai hùng anh không. Rồi mũi lớn đầy đặn, cánh mũi rõ và dày là tướng mũi của kẻ giàu có. Mũi lớn ha, cánh mũi dày và đầy đặn, tròn trịa, thẳng thớm là một cái người giàu có. Mũi anh thì không được dày, cũng không như là được tròn trịa. Rồi mũi cao trông chắc chắn là tướng quý hiền. Anh thì mũi cao trông chắc chắn đó, mũi này mà quýnh vô chắc cũng không gãy ha, nhìn kỹ chắc cũng được, cho nên là gọi là người là tướng quý hiền. Mình chắc cũng hiền, anh thì cũng hiền, nhưng mà giữ thì cần thiết. Rồi chứng đầu nè, ngay chỗ đây nè, tròn đầy, lỗ mũi rộng và cân xứng, sống mũi không gầy là phúc tướng chủ về cái chữ phú quý. Rồi sơn căn cao là cái chỗ này cao nè, trở gần ngang với ấn đường. Sơn căn chỗ này nó cao ngang với ấn đường hoặc là cao hơn ấn đường, của anh chắc là cao hơn ấn đường nhiều. Là tướng với ấn đường là tướng của những, cũng là một trong những cái tướng của những người hiền. Cánh mũi cao tròn, chỗ này nè, cao và tròn, cân xứng so với mũi, thích nghi hình thể là tướng phú quý. Nếu hơi quá lớn là tướng phú kể từ trung vận. Của chỗ này của anh thì nó không được cao, nó không được ấy, nó chỉ cân xứng thôi. Có nhiều người nó cao, nó nhô, chỗ này cao lên, mình thì chỉ từ đây xuống đây, xong mình xuống chỗ này, có nhiều người nó nhô cao lên đó, thì đó là những người mà giàu có sớm so với vận hạn của mình. Rồi mũi có nhiều cái lằn ngang dọc là tướng phá tài. Mũi mà mình có nhiều cái người lằn ngang nè, thí dụ như ở đây nó sụp xuống, xong chỗ này cái nó lên đây cái nó gãy, có nhiều người cái chỗ này nó gãy, nó giật lên vậy nè, nó giật lên vậy nè đó, ở chỗ này nó có cái lằn á, thì đó là những người mà không có giữ được tiền, có làm nhiều tiền đi nữa thì cũng không có giữ được. Nốt ruồi vân vân sẽ khổ về tiền bạc. Nút ruồi mà nó nằm ở trên cái chỗ này, nằm ở khu vực này, nằm ở trên đường thẳng này thì số sẽ người đó sẽ khổ về tiền bạc, dựa trên cái mũi. Mũi mà cả thân mũi và mũi dù ngay thẳng nhưng quá gầy là tướng của cái người mà bần tiện ha. Cái này là sách viết sao mà nói như vậy, mũi này cao nhưng mà nó gầy quá, nó hẹp quá, nó không có ấy. Cái này nó cũng nhỏ nữa, tức là cái mũi mình nó nhỏ so với những cái hồi nãy mình chia, mình từ đây xuống hai đây, cái đầu ấy mình chia cái khoảng này mình đưa vô mình coi ấy, thì cái chỗ này nó nhỏ hơn so với hai phần còn lại, nó chia cái mặt mình làm ba, kể từ đây qua đây chia làm ba mặt, cái phần mũi của mình nó nhỏ hơn hai cái phần còn lại thì là người bần tiện. Chuẩn cái đầu nhọn nè, chuẩn đầu nhọn, mũi trên nhỏ dưới to mà mỏng manh là tướng của cái người mà chắc chắn là sẽ khổ, người có cái số hàng vi. Lỗ mũi quá lớn và lộ dù toàn thể các bộ phận khác có tốt thì cũng không bao giờ giàu có được. Mũi, lỗ mũi này quá lớn, cái chỗ này nè ha, thay vì người ta ngét con này được, mình chơi ngét con cái vô luôn á là chắc chắn không có giữ được tiền. Rồi lỗ mũi thì quá nhỏ, cánh mũi thì quá gầy, dù hình thể đẹp, mũi nhỏ
ha, cánh mũi thì quá gãy, cái mũi thì mỏng nữa, cái mũi thì gầy, thì là có thể nói là các bộ khăn khắc tốt thì cũng không bao giờ là người giàu có. Khó giữ được của cải, nếu mũi nhỏ mà có tướng trên là tướng làm quan thì suốt đời không đủ ăn, dù là cái người đó có tướng như thế sao. Đó là sơ sơ về cái tương quan về cái mũi với lại cái vận hạn của mình, cái tướng bần hàn giàu có hay không. Rồi tương quan giữa mũi và gia vận, tức là về gia đình của mình, vận tốt là người mà vận tốt á, là phàm là mũi đầy đặn, trường hợp người bình thường không quá gầy, sống mũi cao mà dáng hình tổng quát của mũi trông tỏ ra vẻ thanh tú là tướng được hưởng gia vận phồn vinh, thư thái về vận hạn. Đó, tức là một cái mũi như cả như anh là đủ ăn rồi, không cần phải giàu có ha. Kẻ có mũi ngay ngắn đầy đặn khí sắc mũi tương nhuận là kẻ có tính cách cốt nhục thấm thiết. Các loại mũi ống trúc, gọi là người ta nói là mũi tròn á, ống trúc mà thẳng á, hoặc hiền đảm túi mặt treo á, thuộc loại cái người này. Như hồi nãy mình đã nói ha, cái ống trúc thẳng chỗ này nó bầu vừa đủ là người tương đối có cái sự trung hiếu, nói về gia đạo của mình, lo cho em út, có tính chất cao về lo cho gia đình này kia ha, và các tướng ấy. Còn cái chưởng đầu nè, sống mũi thẳng và gần như thông suốt tới ấn đường, không gầy không mập là tướng của kẻ lấy được vợ hiền. Ngon à, thẳng không có mập quá mà cũng không có gầy, vừa đủ lấy được vợ hiền chắc cú luôn. Tự nhiên lựa dữ lắm mà, như anh lựa kỹ lắm cho nên chắc lấy là được hiền á, còn lấy về có hiền hay không thì từ từ xét biết. Sống mũi ngay thẳng, phần cuối có mũi rộng và đẹp, dáng vẻ thoải mái là kẻ có tướng lắm con và sau này được nhờ vả con cái. Để coi lại, sống mũi ngay thẳng, phần cuối mũi nở rộng và đẹp. Chết mẹ rồi, mình không có nở đâu, rộng chỗ này thì thiệt sự ra của mình nó cũng không quá rộng, nó chỉ trung bình thôi, cho nên là có thể là mình sẽ không có được nhiều con, còn nhờ được nhờ con cái hay không thì hậu xét ha. Đó là cái mũi của mình nói về với gia vận. Còn đối với những người mà vận xấu thì họ sẽ có những cái chiếc mũi như thế này. Mũi có cách hình dạng thiếu tiêu chuẩn, lệch hãm hoặc bất thường là loại mũi tượng trưng cho cái gia vận không được tốt lành. Mũi bất kể xấu tốt mà có những cái lằn họa rõ rệt là tướng kẻ không người nối dõi, phải nuôi con người khác làm thừa kế, mặc số làm vợ người khác rồi nuôi con chồng trước rồi mới là nuôi con mình. Tức là người mà có cái mũi mà có nhiều lằn ha, có vằn vện không có sạch đẻ. Mấy người mà lỡ mà như vậy á, thí dụ giống như mà anh nào mà bụng bọc mà nặng nhiều mà lỗ mũi có thẹo có hoa văn đó ha, đó đây là một trong những người như vậy. Thường là cái mũi của mình nó rất ít có hoa văn chứ bộ, mũi anh có hoa văn nè, số anh đi nuôi con người khác nhưng mà chưa có người để nuôi rồi. Rồi đó là thân mũi thì gấp khúc nhiều đoạn là tướng cô độc và phá tài, tán gia bại sản. Ngoài ra loại mũi này còn tượng trưng cho sự cốt nhục tương tranh, nếu phối hợp với một số chi tiết khác của lông mày và mắt cũng cùng một ý nghĩa trên thì chắc chắn là mình có số cô độc và không có nhiều cái vận hạn rõ ràng. Thì như đã nói ha, thân mũi của mình gãy, nó gãy khúc vậy. Bởi vậy anh mà gặp ai thân mũi chỗ này mà gặp gờn là anh biểu đi sửa liền, đúng không? Chứ không để của mình bị gãy khúc gặp gờn hoặc bị lệch đi. Mũi mà nó lệch một cái là thấy là gia vận của mình nó có vấn đề liền, nó không có bền chặt,
tình duyên nó gặp gần. Cứ anh mà rờ cái mình muốn biết mũi mình có thuộc dạng là mũi tốt hay không, cứ rờ về trên xuống nè ha, nó thẳng bằng, nó không có bị khập xuống giật lên, khập xuống giật lên là mình là một cái người đã tốt, đã có một cái tướng tốt của mũi rồi ha. Chỗ này bự vừa đủ căng, đừng nghe ngón tay này vô ok là được, là thấy mình có tiếp tục một cái tướng tốt ha. Rồi tiếp tục là sống mũi hoặc hai cánh mũi lệch là dấu hiệu cha mẹ bất bất toàn. Mũi lệch về phía trái thì cha chết trước mẹ, mũi lệch về phía phải thì ngược lại. Mũi mình nghiêng về bên này thì là có thể mình sẽ mồ côi cha sớm ha, bên này mồ côi mẹ sớm, đó là chắc chắn ha. Người ta gọi là mắt, người mà mắt mắt lương mà mũi thì mũi lân á, thì không phối hợp tương xứng với các bộ phận khác, đặc biệt là ngũ nhạc và mày mắt, là tướng bất thông, dù sinh ở gia đình phú túc thì vận tài cũng khó thoát khỏi nghèo khổ, đồng thời đấy cũng là một dấu hiệu của phu phụ bất hòa. Nhớ ha, mũi mắt mình nhỏ, mũi mình to, người ta nói tuy hí mắt lương mà mũi thì mũi lân, mà lệch nữa thì chắc chắn là dù là mình có sinh trong gia cảnh giàu có, mình có phúc của cha mẹ để lại đi nữa thì số mình cũng nghèo, cuối đời là nhiều khi không có đất để chôn, nói quá đáng là như vậy. Nhìn chính diện á, mà thấy sống mũi đặc biệt thấp hoặc trùng hẳn xuống so với lưỡng quyền, so với lưỡng quyền là đây ha, đây là lưỡng quyền, cái mũi của mình nó thủng xuống sọ, nó chỗ này nó bị gãy vô, coi như là chỗ có nhiều người chỗ này nó bị thập vô, cái hai cái lưỡng quyền nó đẩy ra, mình nhìn từ đây qua là mình thấy rõ ràng là nếu mà người ta nằm xuống mình đổ nước vô thì nó sẽ tụ được ở đây đó, thì đó là các đi là thì đó là dấu hiệu của gia vận không được tốt, chồng hoặc vợ sớm biệt ly, mình sẽ phải sống cô đơn. Đó là cái người mà bị cái mũi bị sập chốt. Mũi có nhiều nét xếp nằm ngang là dấu hiệu chia ly vợ chồng vì tranh chấp tài sản. Chồng có tính trăng hoa khiến vợ phải rời gia đình, hoặc vợ có tính lẳng lơ khiến chồng chán nản mà đi chỗ khác. Đó là cái người mà có nhiều cái nếp gấp ngang ở trong cái mũi của mình. Trên sống mũi có nốt ruồi là cảnh vợ chồng con cái có được vượng thịnh nhưng chỉ một thời gian rồi hết ha. Trên cái sống mũi của mình xuất hiện nốt ruồi thì người ta nói điều đó là vượng tài, tuy nhiên là nó chỉ có một thời gian thôi rồi nó sẽ mất đi cái vượng tài đó. Cho nên là có sống mũi trên này thấy giữ được tiền thấy ngon, không dám phá đúng không, tuy nhiên nó chỉ có một thời gian thôi là nó sẽ mất đi. Trán thấp, lưỡng quyền trũng, cầm lẹm mà chỉ có mũi đặc biệt tốt thì có thể hưởng được vinh hoa phú túc một thời gian ngắn, rồi từ trung niên trở đi lụi tàn, đến già tay trắng cô độc. Tức là ngoài cái mũi mình đẹp ra, thí dụ giống như anh có mũi đẹp đi mà trán anh thấp mà nhân trung anh không có, rồi là ấn đường anh cũng không tốt, mũi anh không tốt, miệng anh không tốt, tai không tốt, những cái khác không tốt thì nó cũng chỉ là tụ tài một thời gian rồi sẽ phải cũng sẽ phải bị những cái thứ khác nó kéo đi. Tại vì mình nên nhớ là trên mặt mình nó tới ngũ hành lực, ngũ nhạc lực, cho nên là nó phải kết hợp hài hòa. Một chiếc mũi đẹp không có nghĩa là nó quá đẹp so với những cái khác, mà nó không hài hòa. Mà nó không hài hòa thì nó sẽ không có làm được gì cả. Rõ ràng là một cái gì đó, cái gì nó cũng phải có cái sự cân bằng. Cho nên đi sửa cái mũi của mình đúng không, hoặc là đi làm lại cái mũi của mình thì phải coi xem nó có cân bằng với cái mặt mình chưa, đúng không? Thí dụ như trên ấn đường nó xuống thì nó cao bao nhiêu thôi, chứ trời ơi vuốt cái mũi nó chọc giót lên giống như hồi nãy ha, mũi nó cong lên nó cao quá, chỗ này nó thấp nó đẩy chỗ này cao lên thì nó thành cái mũi của cái người gian ác và độc hiểm. Cao quá so với cái lưỡng quyền của mình, nữ mà cao quá so với lưỡng quyền của mình thì sẽ giật ra vậy nè, cái mũi mình cái tưởng tượng nó móc ra nhìn nhìn nó rất là ghê, lỗ mũi hỏng vô thì mình sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác biệt.
vận thế của mình khác, gia thế của mình khác, và ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Cho nên là làm mũi thì phải nhớ cân xứng. Mai mốt anh sẽ mở một cái thẩm mỹ viện làm mũi phong thủy, qua anh mời ông Hàn Quốc về, ông nào bà nào mà xấu vô đó anh làm là thời vận thay đổi, chắc là đắt á. Đẹp thì em nghĩ là đã là đắt rồi, nhưng mà nếu mà làm mà thay đổi thời vận, thay đổi mọi thứ cho mọi người thì chắc là anh nghĩ chắc cũng sẽ có rất là nhiều người đến làm. Nhưng mà chắc cái đó là tương lai đi, chứ còn bây giờ mà biểu mà mở cái bệnh viện thẩm mỹ thì chắc là không đủ tiền đâu. Ai có đầu tư thì vô đây đầu tư với anh ha. Rồi tiếp tục là sống mũi có gân, sống mũi á, mà mình thấy là cái gân máu á, mình trắng quá, mình thấy nhiều cái gân máu xuất hiện rõ rệt là dấu hiệu của từ trung vận về sau luôn luôn bị vùi dập và sống trong cảnh cô độc. Cái người mà nổi gân máu ở cái cánh mũi nè, đó là những cái người mà nó thật sự là không có tốt đẹp về cái hậu vận. Nó nổi hằn rõ lắm, có nhiều người trắng quá nó nổi hằn rõ, nó sẽ không có tốt đẹp, sống cái cảnh cô độc về sau. Cho nên là cần cẩn thận, đặc biệt là đàn bà mà sơn căng hoặc ấn đường bị khuyết hãm thì trong khoảng trung niên sẽ có đại biến động khiến thân thể tổn thương, tiền tài hao phá. Người ta nói nè, đàn bà mà sơn căng nè hoặc ấn đường nó bị khuyết hãm, sơn căng nó kỳ, sơn căng nó bị gập nè, còn ấn đường thì bị khuyết vô, ấn đường cũng bị trũng vô. Ấn đường của người ta thì luôn luôn là phải lòi hơn so với cái này, hai cái cổ này ha, cái phần ấn đường của mình nhìn nó phải trội ra thì mình mới có cái hậu vận tốt. Ấn đường nó nối với mũi mà, và sơn căng của phần sơn căng của mình nó không có tốt đẹp thì nó sẽ không ok. Nói chung là vậy nè, anh ba là không phải là thần thánh, nên cho nên là anh ba sẽ không cho số đề được. Nếu như anh ba biết chiều nay con số nào ra thì anh ba không có lên đây chia sẻ mọi người làm YouTube để kiếm mỗi tháng vài trăm đô ha. Cho nên là đừng hỏi anh ba là chiều nay sổ con gì ha. Anh ba sẽ hát bài bỏ số đề đi, bỏ số đề đi ha. Anh sẽ kêu Duy Mạnh chỉ cho em, anh sẽ mời anh Duy Mạnh chỉ cho em bài hát bỏ số đề đi ha. Rồi tiếp tục, mình tương quan giữa mũi với lại cái thọ hạn của mình đối với đời sống. Dấu hiệu mà của cái người trường thọ thì rất là dễ biết: phàm mũi cao vẫn ngay chắc, ngay ngắn, sắc thái của cái mũi thì nó nổi trội, nó tươi sáng. Có nhiều người cái mũi họ nó cứ ám ám màu, nhiều mình không đó, nó cứ sậm sậm so với những cái khác của gương mặt. Cho nên là thì là người ta gọi là nó như vậy. Lỗ mũi thông tọa lớn là những người trường thọ. Rồi mũi dài mà không cong không lệch, mũi dài không cong không lệch, đây mũi trường thọ. Sụn mũi có khí thế cứng cáp, sụn mũi của anh là quá cứng luôn, quýnh lộn là mấy lần mà chưa gãy đó. Rồi sống mũi cao tròn, xương thịt tương xứng. Sống mũi anh cao ha, tròn trịa, xương thịt cũng tương xứng, không có lòi xương, ok. Hai cánh mũi nở nang và cân xứng, dáng vẻ mạnh mẽ. Của anh thì cánh mũi không có nở nang, cánh mũi thì bình thường, trung bình, nhưng mà dáng vẻ cũng khá cân xứng. Xương căng cao, mập và nở nang, thích nghi với toàn bộ cái này hoặc là xương căng nè. Người ta nói là nó cao, nở nang, của anh thì nó chỉ là trung bình thôi, cho nên là cũng không tốt lắm. Sống mũi đầy đặn, ngay thẳng, dáng vẻ tươi tắn. Đó, ok. Nè, cái đó thì anh có. Rồi, còn dấu hiệu của người mà thọ mạng yếu, non kém thì thịt mũi cơ hồ không có, cái chỗ thịt mũi này nó không có, nó cứ ốm ốm sao á, mà lại thấy rõ sắc đen ám đó. Như nãy anh nói có nhiều người cái mũi của họ không có tươi, nó nhìn nó đen đen sao á, và nó kéo luôn cả phần ấn đường, phần ấn đường của mình nó sẽ đen theo. Thì cái đó là những người rất là yếu về bổn mệnh. Người ta nói là những người đó đi sát người âm,
đi sát người dương thì mặt mình tươi tệ, tươi sáng, đi sát người âm thì mặt mình nó u ám, nó bị tối màu. Đó. Rồi thân mũi có nhiều cái nốt ruồi đen là dấu hiệu đa bệnh, nội tạng suy nhược. Thân mũi ha, có nhiều nốt ruồi đen nằm ở đây, thân mũi của mình nằm ở khu vực này, nằm ở trên thân mũi ha, đừng có ở dưới này không tính nha. Nay bây giờ em chỉ tính từ cái mũi trở lên thôi. Cái nào thuộc cái mũi thì đó là những cái mà mình cần phải để ý. Rồi. Thân mũi á thì trơ xương, hình dáng mũi cong lên như hình lưỡi câu là dấu hiệu chết non bất ngờ tại xứ người. Những người mà thân mũi cong lên rồi mà cái mũi á thì ốm đói mà nó làm mà nó cắt gọn quá so với gương mặt á, ốm đói cao lên mà vút lên vậy nè, giống như bây giờ mũi S-line của Hàn Quốc vậy đó ha, mà bị làm lố, S-line mà vút lố là nó bị như vậy đó. Mũi dính lên là nhiều người thấy cái mũi cong lên rồi nè, mũi lưỡi liềm á. Mũi đó là theo anh coi phim mà anh mà thấy mũi đó, con nhỏ này nó giống phù thủy nè. Ha, nhớ cẩn thận là số mình sẽ bổ mạng sẽ rất là không tốt đẹp. Rồi. Thân mũi không ngay thẳng, lệch, lõm hoặc gãy gập lại, thân mũi lệch, lõm, lõm một bên, bên này có xương, bên này không có xương ha. Rồi là gặp gãy khúc, như anh nói hồi nãy là một trong những cái thân mũi xấu. Hai bên cánh mũi á nổi rõ những tia máu hồng nếu mũi trắng nhạt, hoặc đỏ tía nếu mũi mà mình mà hồng là dấu hiệu dễ chết vì trúng độc và tai nạn. Ha. Thân mũi mình mà họ nổi mấy cái lằn máu lên á là người rất dễ chết bị trúng độc và tai nạn chết non. Thân mũi có những chấm đen như dấu móng chim để lại trên đất ước là dấu hiệu nội tạng có bệnh ngấm ngầm sẽ chết khi các bệnh đó phát ra, đặc biệt là những người đó thì như xã hội bây giờ hay nói thì đó là những người mà dễ bị bệnh ung thư. Xương căng thấp lệch hoặc quá hẹp là những người cũng có dấu hiệu của người thọ mạng không cao. Rồi. Đó là sơ khởi ba cái vấn đề chính về những cái tương quan của cái mũi đối với thọ, gia đạo và tài vận nha, là cái mũi. Thì mỗi cái ngũ nhạc trên mình, trên mặt của mình có ngũ nhạc thì mỗi cái nhạc nó đều thí dụ như mũi, mắt, nhân trung rồi mày rồi này kia đều có cái tương quan hết. Thí dụ như là cái mũi thì thường mọi người hay nói rằng cái mũi là liên quan nhiều nhất vẫn đến là phần tài vận, chứ không rộng hết mọi thứ. Tuy nhiên là không phải vì vậy mà nó không có những cái như hồi nãy giờ mình anh chia sẻ đó ha. Thì người ta nói là thí dụ như là các cái loại mà mũi điển hình trong tướng số học ấy, thì những người ta nói là hổ dương ti mũi dê ấy, là còn gọi là cung tỵ vì chân mũi nảy nở và hơi cong vòng. Đặc điểm của cái hồ dương tỵ này là mũi dài khác thường, thân mũi thì lớn và cong đều đặn. Đây anh có cái mũi luôn, thì đây là một trong những cái mũi, đây là một trong cái mũi có cái niên thượng thọ cao hơn vị trí của chân đầu. Cho đây là có thịt nhưng vừa phải, kéo dài xuống phía nhân trung. Mũi mà hồ dương này á, là loại thẩm biện quan thành tựu, chủ về phú hơn là về quý, phối hợp các cách với lưỡng quyền và các bộ phận khác chính khác á, thì hồ dương tỵ là loại đại phú cách, tiên thiện cách. Là đây là một trong những cái mũi của những người giàu có. Tuy nhiên là cũng hậu vận không được tốt đẹp ha. Đây là mũi, một trong những cái mũi đây là thân mũi ngang, đúng không? Đây là một trong những cái thân mũi, ai có thân mũi giống vậy ha. Đây là mũi hồ dương tây,
À, ở trong có mũi đó. Rồi tiếp đến là mũi sư tử. Người ta còn gọi là mũi sư tử. Thì là cổ tướng học mà xếp mũi sư tử vào loại là mũi thành tựu, hình dạng mũi đúng cách là lại có, nếu mà lông mày và mắt thân thể mang các đặc tính tổng quát của sư tử, hình là loại tướng đại phú quý. Chỉ có mũi sư tử đúng cách, còn là coi như là nếu như mà kết hợp với cái mắt mũi nhân trung nữa, thì đây là một trong những cái mũi mà người trong cái quyển sách của anh được xem là mũi của những cái người mà đại phú quý. Đây đây là một cái mũi cho người đại phú quý, mũi sư tử. À mọi người thấy chưa? À, mọi người chứ một số người sẽ xem sẽ thấy được cái phần chữ hoa. À, anh phiên dịch để anh hiểu nghĩa ha. À, có những cái gái là tiếng Việt nó dịch tà la tứ lừa hết cho nên là không có tốt đẹp. Đó là cái mũi thứ ba anh giới thiệu, đó là mũi thông thiên. Tức là những cái người có cái mũi đó thì thường là sẽ rất giỏi về tử vi phong thủy, về những cái gì đó mà liên quan đến tướng số hoặc liên quan tới cái việc nói như là gia cát lượng. Đây là một trong những cái mũi mà về cái gia cát lượng. Sống mũi nó cao thẳng tắp và ăn thông các mạch nè, từ chuẩn đầu đến trán đến cái phần ấn đường, là biểu dương của thu gọn của trời. Cái phần này với này nó nối liền với nhau, không có gãy khúc. Phần này với cái này nó nối với nhau luôn. Người ta kêu là mũi thông thiên của anh nè. Đó, giống nó không có bị sập cái này xuống ha. Của anh vẫn còn thấp chỗ này chút xíu, chứ chỗ này mà lên một tí xíu nữa thì của anh rất là đẹp. Tuy nhiên là con người thì nó phải có khiếm khuyết một chút xíu, chứ không con người không ai toàn vẹn. Đây là mũi thông thiên, là mũi của những người sẽ am hiểu về, có thể gọi là đấu biết y trời, đại loại là như vậy. Đây và anh có kèm theo mấy cái hình tượng. Đây đây là mũi thông thiên, đó là cái mũi của họ sẽ thông với cái ấn đường đó, thấy không? Đó, mọi người, anh chia sẻ bí kíp cho mọi người để mọi người nhìn thấy được cái rõ rệt nhất, là mọi người có thể ứng dụng ra đường nhìn cái người đó mà có thể luận đoán cái tổng quan về cái người đó, về thiên tính, về nó như thế nào. Rồi mũi thông thiên á là thuộc loại thẩm biện quan thành tựu, phối hợp các cách với là bảo thọ quan và giám sát quan á, thì mũi thông thiên là loại mũi điển hình cho người có tướng đại phú, đại quý cách, quý hiền, có thể lên đến tột đỉnh. Sách tướng cổ nhìn nhận xét rằng á, là nếu mà mũi đi xuyên với tam thông, đi thẳng luôn, không có gập ghềnh một tí xíu nào á, thì thời trước đều có mũi loại này á, là những người mà là quân sư bậc nhất, giỏi về thông thiên địa lý mọi điều. Tiếp đến đó, cái là cái mũi vượng hy. Là vượng vượng tài, người ta gọi là viên tỵ đó. Mũi này được coi là loại bình thường, không tốt không xấu, nếu chỉ xét riêng về mũi theo sự quy định của tướng thuật. Đây là một cái mũi gọi là bình thường. Đây một cái mũi bình thường nha. Thì cái phần ở cái chỗ này của cái người đó nó sẽ hơi thấp hơn, không có thông sát lên đây, họ sẽ bị gãy. Đây là cái phần họ gãy xuống này đó, đó là mũi bình thường. Rồi tiếp đến đó là một trong những cái mũi mà không được tốt đẹp. Nãy giờ anh nói là cái mũi bị gãy khúc đồ này kia đó, thì anh sẽ diễn tả cho mọi người thấy. Đây là cái loại là mũi, người ta còn gọi đây là mũi khỉ. Theo sách của anh được xếp vào loại thẩm biện quan thành tựu và thuộc về quý cách nhiều hơn là phú cách. Tuy nhiên rằng thực tế thường kiêm cả hai với phần trội yếu là quý, thì cái mũi này là không tốt cho lắm. Phối hợp các cấp của hầu tướng thì cái mũi khỉ là tướng có thể là tiền tài nhưng mà không giữ được lâu dài ha. Gặp ghềnh về đường con cái. Đây là mũi khỉ, một trong những cái loại mũi bị gãy, mọi người thấy không?
cái đầu mũi của họ, cái chỗ này họ bị sập xuống cái họ mới lên, họ không có thẳng. Cái chỗ xương này nè nó bị nhô lên xong rồi nó mới gập xuống nó mới đưa lên. Thì đây là một người ta theo sách của anh thì gọi là mũi khỉ, nó không được tốt đẹp ha. Nó gọi là có tính cách là người ta gọi là mũi khỉ, mà thường là những người này thì thích ăn chơi hơn, thích gọi là được đồng có tính, đặc biệt là người ta gọi là hầu vương mà ở núi Hoa Quả Sơn đó, là mũi khỉ mà thì theo hầu vương, cho nên là thích ăn chơi hơn là làm việc, cho nên là không có ngon lành về sau ha. Rồi tiếp đến đó là mũi trâu. Mũi trâu này mọi người biết mũi trâu ha, nó hơi ngắn, nó hơi ngắn thì cũng là nó bự hơn. Về chia làm ba cái phần này nè, mình chia làm ba thì mình rất là dễ, mình lấy cái hình của mình chụp thẳng ra nè, mình chụp bằng cái điện thoại, sau đó mình lấy cái gì cái mình chia cái này làm ba, mà cái chỗ này nó bự ra như vậy nè, cái lỗ mũi này nó bự hơn so với hai phần còn lại mà nó nhô lên là một cục, người ta kêu mũi trâu, lỗ rất là lớn, cái lỗ mũi rất là lớn. Thì là mũi trâu thì không có được ok cho lắm, mà người ta gọi là mũi đây là mũi trâu, đây lỗ mũi rất là bự đó, và ngắn, cái này nó ngắn nè, cho nên là nó gọi là mũi trâu ha, phần này nó ngắn lắm, xong rồi nó uốn lên liền, cho nên là mũi trâu ha. Rồi mũi trâu thì thường thì là những người làm nhiều hưởng ít, nó không có được ok. Còn đó là một trong những cái mũi không được tốt đẹp. Và tiếp đến là mũi ống trúc, là mũi mà ống trúc và nói nãy cái lỗ nó tròn thẳng, mũi thẳng thẳng tắp ha, thẳng có thể là từ dưới này thẳng lên đây, nhưng mà nó không cao ha, nó không cái chỗ này nó không cao, nhưng mà nó thẳng từ trên xuống dưới luôn. Thì đây được xếp loại và thẩm biện quan thành tựu chủ về phú quý lẫn quý cách, người mà được cái này á thì ở mức trung thừa thôi, tức là đủ ăn đủ mặc bình thường, chứ không có đến nỗi là quá nghèo khổ, mà cũng không có đến nỗi là ấy, tức là một cái người mà mũi như thế này thì là trung bình. Đây là mũi của cái người mũi ống trúc, lỗ mũi khá kính ha, nhìn thẳng như vậy thì khá kính, như giống như mũi ống trúc là gần gần giống như mũi anh, khá kính, lỗ rất là tròn, nó lỗ mũi tròn, không có lệch, không méo ha. Thân mũi thì cái chỗ này nó của anh thì do là nó có cái phần này, cái phần mà nhô ra vậy thì nó sẽ tốt hơn là cái mũi của người này, nó sẽ bằng từ trên này xuống luôn. Có chỗ này nó họ không có cái nhô ra của anh, cái chỗ của anh nhô ra này là tốt hơn mũi ống trúc ha, còn mà mũi ống trúc thì nó bằng từ trên xuống dưới luôn. Ok rồi. Tiếp đến là một cái mũi mà anh có thể nói là hiện tại cũng có khá nhiều cái người mà đi làm, đó là mũi S-line ha, nhưng mà này S-line nó hơi bị lỗi chút xíu, đó là mũi chim ưng, là mũi mà có cái mũi quốc vậy nè, chưa tới mũi phù thủy ha, cái này mới có mũi quốc xuống rồi. Thì đây là một trong những cái mũi mà anh đã phân tích rồi, xấu, anh chỉ đưa hình tượng cho mọi người thấy thôi. Đây đó, mọi người thấy không, mũi ha, chỗ này nó sâu vô bên trong úp ra như vậy, mà nó cái đầu mũi nó nhỏ, chứ nó không phải là mũi trâu ha, mũi trâu nó cũng sâu, nó úp dày, nhưng mà nó cái chỗ này nó dày. Còn người mà mũi chim ưng là cái chỗ này nó sâu vô, mà cái này nó nhất là top lại, cái phần này nó không bự, cho nên là mũi này rất xấu. Kẻ này là người mà có mũi như thế này thì không nên dính dáng vô họ, không nên giao du, đó là theo sách ha, cho nên là cần cẩn thận. Rồi tiếp đến là mũi, một trong những cái loại mũi mà nó cũng là mũi xấu,